Chào mọi người, Đức đây. Hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái đồng coin mang tên là Cardano. Nó đang ở thứ 13 nha. Đồng coin này là một đồng coin chữ dài hạn khoảng 2 năm thì cực kỳ tiềm năng nha anh chị. Giá hiện tại nó 0.037. Volume giao dịch 24 giờ là khoảng 45 triệu đô một ngày. Cái cung nó ra thị trường là khoảng 25 tỷ nè. Còn mass supply của Cardano là khoảng 45 tỷ. Từ cái phần này là họ sẽ để cho hệ thống staking á, giống như hệ thống cơ chế đồng thuận của Bitcoin là Proof of Work á, là dùng khai thác, là có nghĩa là mình phải có những hệ thống máy đào để đào ra những cái Bitcoin mới. Thì ở đây họ cũng dự trữ một số cái lượng để cho hệ thống á, những cái người mà vận hành á, những cái người vận hành những cái node đó, là cái này nó chạy thuật toán Proof of Stake, là những cái người nó sẽ góp phần vào những cái node thì sẽ sinh ra những đồng Cardano mới nha. Tại sao em nói là cái đồng này là gọi là target hold 2 năm, nó dài hạn nha, nó chuẩn nha. Đây nè, ADA nó đang mất ở đỉnh, so với đỉnh là phải 97%. 97% nha anh chị, giá đỉnh nó là $1.18 nha. $1.18 nha, ngày 4 tháng 1 2018 nha. Bây giờ giá nó 0.037 nè. Về cái biểu đồ giá thì để em cho anh chị coi đây. Đỉnh của Cardano nằm trên đây nè, mà đã rớt, nó đã điều chỉnh về tính rớt về vùng này rồi. Thì target nó sẽ lên ở vùng này rất là dễ. Em không nói phân tích kỹ thuật luôn. Đây, ngoài ra nó còn cái chương trình đây nè. Chương trình staking, anh chị vào cái trang staking.cardano.org nha. Đây, nó đang có chương trình là ra cái testnet trước á, mạng lưới thử nghiệm thôi. Đây, nó có hai cơ chế. Đây là có nghĩa là mình ủy quyền cho những cái hội, họ sẽ staking và mình sẽ nhận được cái đồng ADA. Còn ở đây mình sẽ chạy một cái node staking riêng cho bản thân mình luôn. Cái này nó yêu cầu mình sẽ có một cái thiết bị chạy liên tục và phải có mạng ổn định. Thì cái này thì những người nắm rất rất nhiều Cardano thì hãy chạy này, còn đa phần mình sẽ dùng cái bên này đi. Đây, mà staking nó sẽ tính lợi nhuận như thế nào nha. Đây là một đồng coin target tăng trưởng tầm 500% trong vòng 2 năm. Cái target của Đức đặt ra là tăng trưởng tầm 500%. Đây, anh chị nhập vô, ví dụ mình có trong tay 1 triệu Cardano đây ha, 30.000 đô la. 1, 2, 3. Với giá Cardano là ở đây, giá Cardano hiện tại là nó là 0.037 thì khoảng 30.000 đô. Đây chỉ tính minh họa thôi nha. Một ngày anh chị sẽ nhận được khoảng 7 đô. Một ngày sẽ nhận được 7 đô là staking, mà thông qua cái này là nó trả bằng Cardano ADA luôn nha. Nếu mà ADA tăng, target mình đã giữ dài hạn cái đồng này thì nó sẽ rất rất tiềm năng nha anh chị. Đây, là một ngày là 7 đô nè, một tháng là 218 nè, năm là khoảng 2.000 đô nè. Mình giữ cái đồng này nó sẽ trả cho mình, nếu một năm mình stake khoảng 1 triệu Cardano thì một năm sau mình nhận về khoảng 71.783 con ADA. Nếu ADA tăng giá, nếu ADA giữ giá 0.037 mình khoảng 2.600 đô nha. 2663 nha. Nhưng mà nếu nó nhân năm trong vòng 2 năm thì mình sẽ thu về là 13.000 đô nha. Là nghĩa là 50% vốn đó anh chị. Vốn mình bỏ 30.000. Tại vì đồng coin này đã giảm về đáy rồi, rất khó để giảm về nha. Cái này xui lắm á, thì Cardano rớt về cái vùng giá là 0.015 thì chia đôi thì giá này rất rất khó nha. Đây, đây. Có nghĩa một năm mình thu về, một đến hai năm mình thu về như đây quá ok mà. Gần 50% vốn trong 2 năm. Đó là target của mình thôi, còn cái đồng Cardano này là một đồng coin cũng khá là tiềm năng. Hôm nay em sẽ không phân tích chuyên sâu đâu.
chỉ nói về cái tiềm năng của nó thôi, tại vì giá nó đã rớt, nó đã mất so với đỉnh đây nè 97% rồi. Mà đang có chương trình staking này, chương trình staking này thì nó tương ứng với khoảng đây nó khoảng 7% một năm anh chị, 7% một năm chưa tính là lần, nhưng mà nó trả cho mình bằng Cardano. Nếu Cardano một năm nó tăng trưởng 200% thì cái lợi nhuận này mình đã nhân đôi rồi. Rồi, cảm ơn anh chị ạ.